ta sẽ làm thứ tư. Ok, làm thứ tư chọn là học ngoại ngữ Tokyo. Hôm nay tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ của tôi về tầm quan trọng cũng như nghĩa là không bao giờ từ bỏ những gì mà chúng ta muốn làm. Khi tốt nghiệp trung học, tôi giành kết quả cao thứ nhì ở Nhật Bản. Tôi quyết tâm bỏ chơi trốn. Sinh viên năm tư ở trường đại học Hà Nội.